đồng thời góp phần nghiên cứu các loài động vật hoang dã. Vườn thú đang từng bước xây dựng và phát triển nhằm đảm bảo an toàn và quyền lợi của du khách đến tham quan. Yêu cầu thực hiện các quy định sau đây: một, các loại xe du khách để ở ngoài để đảm bảo an toàn.